Gia đình anh Nguyễn Đăng Tân, thôn Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, trước đây chỉ trồng mía và ngô. Năm 2018, thực hiện đề án phát triển vùng nguyên liệu gai xanh phục vụ nhà máy dệt sợi An Phước tại Cẩm Tú, anh chuyển đổi toàn bộ 5 hectare diện tích mía ngô sang trồng cây gai xanh. Để có thể canh tác một loại cây hoàn toàn mới, anh tích cực tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc, xây dựng hệ thống tưới tiêu. Nhờ đó, mỗi năm, cây gai xanh cho thu hoạch tới 6 lần, đem lại lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với trồng các loại cây nông nghiệp trước đây. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho 20 người dân địa phương với thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng một người một tháng. Chúng tôi cũng đang kiến nghị với nhà máy, thì khi mà đã làm ra cái sản phẩm, thì nhà máy cũng sẽ phải bao tiêu cho chúng tôi và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất. Ví dụ như đến thời điểm hiện tại là do cái lịch mà thu mua cái sợi gai tươi, sợi gai khô này, thì chúng tôi cũng đều là chấp hành theo cái chủ trương của nhà máy và cái điều hành của nhà máy. Nhưng mà nó có một cái không thuận cho chúng tôi là cái lịch để mà nhập cái sợi. Ví dụ như trong một tuần thì tôi chỉ đăng ký được một hôm thôi, nhưng mà hôm đấy nó vào cái ngày mà nó mưa thì cái lại mất cả một tuần. Thế người dân chúng tôi để mà tái sản xuất lại, vì nó chậm đến một tuần thì chúng tôi là cái người mà nó không có vốn thì chúng tôi là phải chịu cái thiệt thòi về cái việc đấy. Nếu không nhập được trước một tuần thì nó dẫn đến nó kéo theo các cái hệ lụy sau, là ví dụ như cái nhân công đấy. Nên cũng kiến nghị với nhà máy là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi để nhập cái vỏ. Bắt đầu từ năm 2017, xã Cẩm Ngọc là một trong những địa phương đi đầu của huyện Cẩm Thủy trong phát triển vùng nguyên liệu gai xanh. Hiện nay, diện tích trồng gai của toàn xã đạt 21,13 hectare, đem lại cho người nông dân nguồn thu nhập cao hơn nhiều so với các cây trồng trước đây. Có thể nói khẳng định đến giờ phút này thì cây gai vẫn là cái cây có hiệu quả hơn các loại cây trồng bình thường khác so với cây ngô, cây đậu, cây lúa, kể cả cây mía. Bây giờ giá cả nó ổn định, nhà máy thu nhập nó cũng theo đúng cái định kỳ. Thì đó là những cái mà hiệu quả, thì chúng tôi cũng đang có cái tuyên truyền và vận động và cho bà con nhân dân đi học tập, đặc biệt là cái mô hình tại chỗ thôi. Thì đối với xã đang tiếp tục có kế hoạch là nhân ra cái diện rộng và động viên bà con nhân dân là ghép lại với nhau thành thửa lớn để trồng có hiệu quả. Và nghị quyết của Đảng bộ xã thì phấn đấu năm 2021 theo cái chỉ tiêu hiện ra là 15 hecta, thì hiện nay đối với vụ xuân thì xã đã trồng được 11,32 hecta. Còn lại thì tiếp tục là vận động nhân dân là dồn ghép vào cái đất xã đang quản lý hiện nay đang còn cái mía, thì sau khi thu hoạch mía thì chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo tiếp tục bà con nhân dân trồng vào cái vụ thu năm 2021. Hiện nay Thanh Hóa có 14 huyện trồng cây gai xanh nguyên liệu, trong đó Cẩm Thủy là một trong những huyện có diện tích gai xanh lớn và phát triển ổn định nhất. Tính đến hết tháng 11 năm 2020, diện tích cây gai xanh toàn huyện đạt 72,1 hectare, trong đó diện tích lưu gốc là 37,1 hectare, diện tích trồng mới là 35 hectare. Cây gai xanh đem lại năng suất cao, bình quân một lứa cho thu hoạch 25 tấn cây tươi một hectare, khoảng 750 kg sợi khô. Với mức giá trung bình từ 35.000 đến 47.000 đồng 1 kg vỏ khô, một năm từ cây gai, người nông dân có thể thu lợi nhuận bình quân 60 đến 70 triệu đồng một hecta. Như vậy, cây gai xanh cho hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác trên cùng chân đất. Thời gian lưu gốc của loại cây này khoảng 10 năm, năng suất năm sau cao hơn năm trước. Hiệu quả về mặt xã hội, với chu trình phát triển chăm sóc thu hoạch diễn ra quanh năm, việc trồng cây gai xanh đã tạo nguồn việc làm tại chỗ dồi dào cho bà con nông dân. Đặc biệt, mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh ra nghị quyết về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trồng cây gai xanh làm nguyên liệu sản xuất sợi dệt trên địa bàn tỉnh, thuộc phạm vi đề án phát triển vùng nguyên liệu gai xanh phục vụ sản xuất của nhà máy dệt sợi An Phước tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. Nội dung hỗ trợ gồm: hỗ trợ chi phí chuyển đổi cây trồng lâu năm sang trồng gai xanh nguyên liệu, hỗ trợ chi phí mua giống cây gai xanh, hỗ trợ chi phí mua máy móc tước vỏ cây gai, vân vân. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Cẩm Thủy nói riêng, các huyện trồng gai xanh nói chung tiếp tục nỗ lực gây dựng vùng nguyên liệu, phục vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Một trong những điều kiện quan trọng nhất của việc phát triển cây gai xanh tại Cẩm Thủy là sự xuất hiện của nhà máy dệt sợi An Phước tại xã Cẩm Tú. Dự án nhà máy dệt sợi An Phước được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 742 QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2016 với công suất 10.000 cọc sợi một năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai một năm và 1.400 tấn bông gai một năm với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Để phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với tổng diện tích vùng nguyên liệu ổn định là 6.500 ha thuộc 12 huyện trong dự án trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai nhằm cung cấp các sản phẩm sợi dệt cho ngành dệt may, góp phần thực hiện các mục tiêu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách nhà nước. Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại An Phước đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện trong vùng nguyên liệu, kiện toàn bộ phận nông vụ và tổ chức thống nhất xác định hình thức liên kết, tổ chức ký kết, công bố cụ thể cơ chế về trách nhiệm, chính sách kinh tế dựa trên quan điểm lấy lợi ích của người nông dân là trung tâm và hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp theo hướng ổn định bền vững. Công ty chúng tôi cũng đang có những cái phương án, cũng cái giải pháp để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân trong thời gian sắp tới. Ví dụ như chúng tôi có thể là bố trí những cái điểm thu mua hoặc là các cái phương tiện vận chuyển từ những cái nơi mà trồng gai nhưng mà cái việc là vận chuyển về của bà con nhân dân nó còn khó khăn. Bên cạnh đó, trong đó là có một cái vấn đề còn bất cập nữa là đối với cái cây gai thì nó phụ thuộc khá lớn về cái thời tiết. Khi chúng ta triển khai cái việc đó là phơi sấy để nó đạt cái tiêu chuẩn đem về cho nhà máy, thì đối với vào những cái thời điểm mà cái thời tiết nó không được thuận lợi như vào cái vụ đông hoặc là vào những cái mùa mưa, thì hiện nay chúng tôi cũng đã liên kết và đang trao đổi thống nhất với huyện, với các cái địa bàn, với xã cũng như là những cái nhà cung cấp về liên quan đến cái vấn đề đó là xây dựng cái hệ thống máy sấy để hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái thời tiết mà nó không được phù hợp thì có thể là đem sử dụng cái máy sấy tới vào để đảm bảo cái sợi gai đem về cho nhà máy vẫn đạt. Ngoài ra về mặt cái kỹ thuật thì có nhiều cái vấn đề tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật bà con nhân dân cũng chưa nắm được đầy đủ. Bên cạnh những cái hộ mà những đối tác đã nắm đầy đủ rồi thì có những cái trường hợp cũng chưa được nắm đầy đủ, thì chúng tôi tiếp tục làm cái công tác truyền thông. Tuy vậy, hiện nay, vấn đề trồng gai xanh của huyện Cẩm Thủy vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Để khắc phục khó khăn, tiếp tục lấy cây gai xanh là mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng, kinh tế xã hội nói chung, thời gian tới, huyện Cẩm Thủy sẽ tăng cường hơn nữa các giải pháp nhằm mục tiêu duy trì phát triển ổn định khoảng 300 ha cây gai xanh theo kế hoạch năm 2021. Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy thì trong thời gian qua thì cũng đã tổ chức triển khai phát triển vùng nguyên liệu. Tuy nhiên đến năm đầu năm 2000 cuối năm 2020 thì huyện Cẩm Thủy mới được có 80 ha. Kế hoạch phát triển năm 2021 này thì huyện Cẩm Thủy đặt ra với cái mục tiêu là toàn huyện sẽ trồng mới được 300 ha. Đến giờ phút này thì Cẩm Thủy đã trồng được hơn 134 ha ở trên cái địa bàn huyện trồng mới. Để tiếp tục mở rộng cái diện tích phát triển vùng nguyên liệu thì cùng với tỉnh, đặc biệt là chính sách của tỉnh để hỗ trợ đến trên 20 triệu một hecta một năm, thì huyện cũng đã ban hành cái chính sách là hỗ trợ 3 triệu trên một hecta, và các xã trên địa bàn thì cũng đều có cái chính sách hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu trên một hecta, và có cái hỗ trợ động viên các cái hộ là các cái toàn thể mà tham gia vận động là hộ trồng thì có cái khen thưởng kịp thời. Huyện thì cũng đã có cái nguồn kinh phí để dành cho cái hỗ trợ cho ban chỉ đạo khi mà phần thưởng để cho những đơn vị mà thực hiện tốt cái đảm bảo cái diện tích trong năm. Có thể nói với nhiều ưu điểm tự nhiên nổi trội cùng sự quan tâm của các cấp các ngành, cây gai xanh đang ngày càng chứng tỏ là loại cây tiềm năng trong xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Cẩm Thủy nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung trong tương lai.